Và bây giờ thì em lại có một chiếc xe rất đáng mua nữa cho mình đây. Vâng, và đời 2012 các bác nhá. Giá tiền của chiếc xe này bên em để cho toàn thể các bác giá làm sao ok nhất thì thôi, và thậm chí là ok nhất thị trường luôn. Với thiết kế là cần số tự động này, và đã có màn hình giải trí Android cỡ lớn quy nét rồi các bác nhá. Màn hình xịn nhá. Có khóa khiển này, vô lăng tích hợp một số phím điều khiển, trong đó thì có túi khiên toàn để logo, vô lăng 4 chấu các bác nhá. Táp lô của dòng xe này các bác nhìn xem này, thiết kế nhìn rất đẹp mắt luôn. Đấy, nhìn rất là phong cách luôn, nhìn như là xe đời cao đúng không ạ? 2012 mà như kiểu là đời 2017-18 vậy đúng không ạ? Đây chỗ này có túi khiên toàn nữa các bác nhá. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 mới hết hạn các bác nhá. Một mẫu xe cực kỳ là bền và lanh, cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Máy 1.4 thì chiếc xe này nó tầm khoảng là trên dưới 5 lít, 6 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Rất là ít xăng luôn. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Mẫu này là mẫu sedan 2 đầu, đến từ thương hiệu của Hyundai, mang tên là Accent các bác nhá. Máy 1.4 số tự động đấy ạ. Với lớp sơn là màu đen này, các bác nhìn xem nó rất là sáng bóng đúng không ạ? Một số vị trí của xe cũng đã được ốp lốp bên ngoài, các bác thấy này, tay nắm cửa và đen cũng đã được ốp lốp rồi. Đây các bác nhìn xem. La răng đúc, có phanh đĩa, có phanh ABS nguyên bản theo xe các bác nhá. Và lốp của xe thì vẫn còn tương đối là dày đây này. Đấy. Có xi nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Đây các bác nhìn xem. Đấy, có cục gương và có chỉnh mặt gương, rồi gương kính của xe điều chỉnh điện toàn bộ các bác nhá. Và đây là cái phần form dáng bên ngoài của mẫu xe Accent này. Các bác nhìn xem, mẫu này thiết kế form dáng nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Rất đẹp mắt luôn. Nhìn rất là khỏe xe. Đây. Các bác đang xem sơ qua về nội ngoại thất của xe này. Lát nữa thôi thì em sẽ quay kỹ nhá. Các bác quan tâm mình xem hết video và cùng gọi điện cho bên em để được chốt giá đẹp nhất cho mẫu xe này. Bên em thì còn nhiều xe. Để kia các bác thấy đang có một túp khách đang xem xe kìa. Một túp khách nữa đang ở trong văn phòng để làm thủ tục các bác nhá. Rất là nhiều luôn. Các bác hãy đăng ký kênh, nhấn theo dõi để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày và hàng giờ. Đó, vâng. Và ngày hôm nay là mẫu xe Accent này, em sẽ quay trong vòng là hơn chục phút đồng hồ giống như thường lệ đúng không ạ? Còn đây là phía sau của chiếc xe nhá các bác. Các bác nhìn xem là chiếc xe cũng đã được thiết kế thêm một cái lipo rồi. Đấy, có những cái mắt cảm biến lùi chống va chạm kìa. Rồi có camera lùi kìa, đúng không ạ? Và đây chính là số điện thoại và địa chỉ của bên em các bác nhá. Bên em thì có mua bán trao đổi các. Đấy, vâng. Mua bán trao đổi các loại xe luôn, tất cả các dòng các bác nhá. Và giá tiền thì bao nhiêu cũng được. Đấy, vâng. Bây giờ em mời các bác xem chi tiết hơn về mẫu xe Accent này bên em. Đấy, vâng. Đây, các bác xem nhá. Xe không lỗi, keo chỉ vẫn còn đấy, các bác nhìn xem keo chỉ của xe này, keo chỉ vẫn còn nhá. Đấy. Con này của em máy số zin, keo chỉ vẫn zin. Đây các bác xem cho em phần tắp đi cánh cửa đây. Ok chưa? Chỗ này được thiết kế là da 5D đây. Đấy, gương kính điều chỉnh điện nằm toàn bộ đây nhá. Đấy, phần đồ nhựa, đồ da, số vị trí của xe các bác nhìn xem rất sáng đẹp. Các bác nhìn xem này. Đấy. Rồi những phần vách cửa đây các bác nhìn xem tem mác xe vẫn nguyên này. Đấy. Bộ ghế da đẹp nhá, ghế da 5D. Vô lăng đẹp. Đấy, vô lăng đẹp. Tổng thành chiếc xe nhìn khá là cứng cáp luôn. Đây mời các bác xem này. Đấy, rất là cứng xe nhá. Đồ nhựa, cửa gió, một số chi tiết xe là không thiếu, không gãy, không vỡ gì cả. Kính xe đã bọc dán xung quanh rồi đây. Đấy, đồ nhựa xe vẫn còn đẹp đây, các bác nhìn xem vẫn đen xi đúng không ạ? Và tôn vỏ dòng xe này nó tương đối là cứng nhá. Nếu mà so với lại một số dòng xe phân khúc hạng B thì em thấy dòng này thân vỏ khá là cứng và dày hơn một số mẫu xe phân khúc hạng B khác. Rồi, tiếp tục các bác xem cho em một số những vị trí nữa. Đây các bác nhìn nhá. Tiếp quay máy các bác xem máy cực kỳ đẹp luôn. Dòng này các bác đi thì yên tâm rồi, dòng này đi thì bền rồi. Đấy. Dòng này đi thì nó đầm chắc rồi. Đấy. Nếu mà so với lại Vios thì em thấy dòng này đi khá là hay các bác nhá. Đấy. Cũng là phân khúc hạng B mà. Đây các bác xem một số vị trí cho em. Đây những đồ nhựa nó đẹp như này cơ mà bác này. Các bác nhìn xem này, đồ nhựa đẹp chưa? Đấy, đồ nhựa nó rất đẹp nhá. Đấy, chỗ này bằng chất liệu da nhá, tì tay nắm bám. Đấy, chỗ này các bác nhìn xem này, ok chưa? Đấy, vách cửa đây. Đấy, những cái phần móc khóa đây nhá, rất sáng này. Đấy, bộ ghế da của xe đẹp hoàn toàn cả bộ. Vâng, cả bộ luôn nhá. Đấy, phía sau đây thì có cái vị trí cho mình đựng để đồ. Đấy, những cái móc khóa, những cái phần thắt dây an toàn các bác nhìn xem rất là sáng đúng không ạ? Đây, ghế đây rất là mới luôn các bác nhìn này. Các bác xem cho em ở cái phần khu vực nội thất bên trong trước đi. Rồi sau đó thì cũng tất nhiên nó sẽ lần lượt từng vị trí một của chiếc xe các bác nhá. Đấy, na răng đúc nhiều lan nhìn rất đẹp mắt này. Đèn trước đèn sau sáng này. Đấy, đèn trước đèn sau sáng nhá.
Em đang quay ở phía sau cho các bác xem đây. Có những mắt cảm biến lùi chống va chạm cho mình rồi. Và đây nữa. Và các bác lưu ý cho em, con này của em nó là bản đủ nhá. Đấy, nếu bản thiếu thì nó sẽ là vô lăng, nó không có tích hợp phím điều khiển đâu. Và tiếp sẽ quay cho các bác xem. Vừa các bác cũng xem cái vô lăng của chiếc xe này rồi đúng không ạ? Cũng đã được thiết kế tích hợp phím điều khiển. Vâng. Tiếp sẽ quay các bác mình xem thêm số vị trí nữa anh có nhá. Ok đây các bác nhìn này. Nước sơn của xe đẹp lắm rồi. Mỗi lần các bác mua về cứ thế đi thôi nhá, dùng luôn thôi, không phải sửa gì đâu. Chạy luôn, chạy ngay thôi, không phải sửa gì cả. Lốp dày cả dàn luôn. Các bác mua chiếc này mình lợi được dàn lốp. Và con này của em thì là gốc thành phố nhá, gốc Hà Nội đấy ạ. Các bác mua về Hà Nội không mất chi phí tiền biển số đâu. Và tiếp theo đây là cái phần cánh cửa nữa xe. Đây nó trong sơn xi, các bác nhìn xem này. Rất sáng bóng đẹp đẽ này, đấy đúng không ạ? Sáng bóng luôn. Và bây giờ là cái phần cánh cửa nữa của xe. Bốn tấm cánh cửa xe, các bác nhìn xem rất đều. Và những nhựa này, đồ nhựa các bác nhìn xem này. Những cái gai sần đây chưa bị mòn nhá. Nhiều con cầm nắm đây nhiều nó mòn hết rồi. Con này của em chưa bị mòn luôn. Đây là công tắc tính cửa này. Đấy, vách cửa tiếp theo đây. Đây nữa các bác nhá. Đấy. Các bác xem thêm, các bác cứ bảo bên em gửi hình gửi video cho các bác mình xem thêm qua Zalo nhá. Vâng. Đấy, cửa đóng thì rất là chắc và khen phép cánh cửa xe rất là khít này các bác này. Nhạc tính của xe là không cong vênh như này. Kính không bị xước này. Kính vẫn là kính zin các bác nhá. Đấy, vẫn là kính zin đây. Vâng, và nữa đây, các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ đây. Keo chỉ cánh cửa đây nhá. Gioăng cửa đẹp này, không rách, không sứt này. Một cánh cửa nữa đây. Vâng. Hình thức thì nhìn trên đây các bác mình có thể thấy rồi. Còn những cái mà các bác không nhìn thấy như là máy số, như là một số chức năng. Đấy. Một số vấn đề lỗi của xe các bác không nhìn thấy bên em sẽ đảm bảo cho nhé. Bên em cam kết cũng như là đảm bảo cũng như là bảo hành cho bác mình về chất lượng xe. Đấy. Có những cái lỗi là tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích, pháp lý các kiểu, bên em đều đảm bảo cho các bác để các bác làm sao yên tâm. Đấy, sai nhận xe hoàn tiền các bác nhá. Viết giấy đảm bảo cho các bác luôn. Đây các bác xem cho em phần vị trí nữa. Những bu đông này là chưa bị tháo vặn nha các bác nhá. Đây, móc khóa này các bác nhìn xem rất là sáng này. Đấy. Đấy, bộ ghế thì đẹp cả bộ rồi. Đây táp lô đây em quay cho các bác xem thêm. Ở bên trong có cổng nghe nhạc nhá, cổng nghe nhạc đây này. Vâng. Có gương chống chói này. Trần của xe thì cũng đã được lên trần 5D rồi. Sạch sẽ, đẹp mắt đúng không ạ? Vừa sạch vừa đẹp. Gioăng cửa các bác nhìn này, gioăng cửa xe không bị rách ở dưới này. Đấy. Đây em đóng cửa lại cho các bác mình xem phần form bên ngoài xe. Dòng này thiết kế cái phần form rất là đẹp mắt, các bác nhìn xem. Đấy, rất đẹp mắt luôn. Mà chạy dòng này chắc kỳ luôn các bác nhá. Loại này thì bền bỉ rồi. Em cũng đã giới thiệu với bác mình những dòng xe Hyundai đến từ thương hiệu của Hyundai, hãng Hyundai đấy ạ, thì nó rất là bền nhá. Đấy. Rất là trâu bò luôn. Đây em quay gần chút cho các bác xem. Sơn xi bóng bẩy. Thân vỏ căng đều. Không bả và tất nhiên không mục mọt ở cái phần thân vỏ các bác nhá. Đăng kiểm tháng 1 năm 23 đây. Đây lốp của xe đây. Rồi, em cũng đã giới thiệu tới toàn thể các bác xem ở cái vị trí này. Tiếp theo các bác xem cho em phần dưới gầm. Đây gầm xe đây nhá. Gầm rất sáng đẹp luôn. Máy nữa, em quay cho bác xem nhá. Các bác lưu ý là máy số zin nhá. Em cũng đã chia sẻ với các bác như mình ngay ban đầu video, đây là máy số xe là vẫn còn zin. Máy số zin, xe không lỗi, đấy là những cái tiêu chí mà cần thiết nhất đúng không ạ? Máy số ngon. Máy số ngon là cái vấn đề mà các bác mình quan tâm nhiều. Bên em có ship xe tận nhà nhá, chuyển xe tận nơi. Hỗ trợ sang tên đổi biển toàn quốc, sang tên đổi biển toàn quốc với lại ship xe toàn quốc các bác nhá. Tiếp tục các bác xem cho em ở vị trí này nữa. Đấy, thân vỏ và nước sơn bên ngoài đây các bác nhìn này. Đẹp đều tăm tắp luôn. Thân vỏ xe căng mọng. Đấy. Tôn này tương đối là dày nhá.
và gõ thì sẽ không nghe thấy tiếng bả, chỉ nghe thấy tiếng tôn thôi. Các bạn nghe này, mùa rét này mà gõ mà nó đau tay luôn đấy các bác ạ. Vâng, đau tay luôn. Đây các bác xem. Ok nhá. Đây là gầm của xe tiếp theo, mà em sẽ quay cho các bác xem. Gầm đẹp chưa? Đúng không ạ? Mỗi bác ngồi dành tay nhẫn cho em xin những cái lần like, những cái lần chia sẻ nhá. Đấy, như vậy thì em tương đối được cảm ơn các bác rất nhiều, vì đấy là một cách ủng hộ em. Hãy đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới của bên em nhá các bác. Ngày nào thì bên em cũng đưa lên vài video và cũng là buổi phát trực tiếp. Còn bây giờ là khoang máy cũng như động cơ của xe, các bác nhìn này. Khoang máy đẹp chưa? Máy mới là cái quan trọng đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem nhá. Khoang máy rất đẹp luôn này. Khoang máy rất sáng luôn này. Và tươi máy, da máy của xe sáng tươi đúng không ạ? Đây các bác xem. Cái đường nước nóng vào bên trong xe vẫn còn đầy đủ nhá. Điều hòa nóng, điều hòa lạnh đầy đủ hết đấy các bác ạ. Cabo đây. Mọi chức năng của chiếc xe này đang hoạt động bình thường nhé. Các bác mua về mình không cần phải sửa, không cần phải đầu tư gì nữa cho chiếc xe này. Đấy. Xe thì ok rồi, bàn về giá thôi. Bên em đang bán là trên 300 triệu đồng một ít các bác nhé. Trên 300 triệu đồng một ít đối với mẫu xe Accent này. Các bác liên hệ theo 3 số hotline. Trong đó thì bên em đang có 2 số này. Đang có 2 số này nhé. Với thêm một số nữa là 0335838389. Đây là 3 số hotline của bên em, các bác alo và kết nối Zalo để được tư vấn và biết thêm thông tin về xe, như là chốt giá cả. Mọi thắc mắc các bác mình cứ gửi cho em theo gửi về 3 số điện thoại đó nhé. Gửi Zalo, có thể là gửi tin nhắn thường và có thể là alo trực tiếp các bác nhé. Vâng. Rồi, ở video này thì em cũng đã quay giới thiệu cho các bác mình biết xem một tương đối rồi, đúng không ạ? Liên hệ sớm các bác nhé. Và sẽ có giá tốt nhất cho mình. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều.